Đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tôm mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tôm vào nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tôm mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tôm mỏ nha các bạn.
Tô Ngọc Sơn nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh